nhanh lên bắt tốt Nhi nào. Đã đến đây là mọi người ơi, đố mọi người biết ở đây là đâu? Ở đây là VNG Campus ở quận 7 nha mọi người. Là cái chỗ làm việc mà lý tưởng gần như là nhất ở cái đất nước của mình đó mọi người. Và sáng hôm nay mình cực kỳ hào hứng khi mà nhận lời mời đến đây tham gia một cái trải nghiệm tổ chức tiệc của Bito. Mọi người ơi, bây giờ mình đã bắt cóc được một cái bạn tên là Nhi rồi. Nhi có mệt không ạ? Vui hả? Nhưng mà không mệt luôn. Hơi đói bụng thôi nhưng mà vui. À, hơi đói nhưng mà vẫn vui. Đúng không rồi. Mệt. Không mệt. Cảm ơn Nhi nha. Mọi người ơi, mình đã bắt cóc được Nhi rồi. Nhi bảo là hả? Không mệt, rất là vui mặc dù hơi đói nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng chờ xem thành quả của Nhi giám sát và các bạn trong team Bito hôm nay sẽ như thế nào nha. Thôi bây giờ nắng quá mọi người, kiếm chỗ nào mát mát chưa rồi nhá. Ok, bây giờ thì sẽ dẫn mọi người đi đến một cái khu vực mà đặc sắc gần như là nhất trong cái bữa tiệc ngày hôm nay luôn. Tại vì sao? Tại vì trong đây có mấy cái này nè mọi người. Đây nha mọi người, sẽ thấy ở trên đầu của mình trước là một cái cây thông treo ngược xuống. Nó giống như kiểu là cái gì ta? Cái điểm nhấn mọi người nhìn thấy ấn tượng vậy thôi chứ thật ra thì cũng chỉ để trang trí thôi. Bây giờ mình bước vào trong cái ảo quốc của mình nha. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là sinh nhật dĩ nhiên phải có bánh kem đúng không? Một cái bánh kem quá là đẹp rồi. Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi của Yalo nha. À rồi, đây ở đây nè mọi người sẽ thấy ở đây là một cái tháp sô cô la chảy nha mọi người. Giống như nãy mình đã nói mọi người đó, giá nhưng mà mọi người thu nhỏ lại chút xíu thôi là mọi người sẽ nhìn thấy cái tháp này nó cực kỳ khổng lồ luôn. Thôi nhưng mà bây giờ mình cũng hơi khổng lồ nên là mình nhìn thấy cái tháp này nó đẹp thì mình khen nó đẹp ha mọi người. Đó, mọi người hình dung cái khu vực trang trí này là một cái khu vực cực kỳ đẹp luôn, rất là nhiều hoa, bánh kẹo, bánh kem, tháp sô cô la các thứ. Đây sẽ là khu vực đầu tiên mà khách sẽ đến trong buổi tiệc ngày hôm nay, là mọi người sẽ đến đây check in nè, xong rồi mọi người sẽ đến đây chụp hình kỷ niệm nè, xong rồi mọi người sẽ đến đây lắng này lắng kia nè để cho cái buổi tiệc ngày hôm nay của mình thêm đáng nhớ. Yeah, và sau cái khu vực này thì mình sẽ dẫn mọi người đến cái khu vực thứ hai là khu vực chính là cũng là khu vực đặc biệt nhất của buổi tiệc ngày hôm nay luôn. Đi thôi. Ta-da! Mọi người ơi, và hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực sảnh chính sẽ diễn ra bữa tiệc ngày hôm nay. Và bữa tiệc ngày hôm nay có một điều đặc biệt là có sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên nha mọi người. Và đây là khu vực sảnh chính này. Concept của bữa tiệc này sẽ là Yalo vươn tầm thế giới. Thế nên là khu vực sảnh chính cũng sẽ được chia thành 3 khu vực. Nhưng mà sẽ nói trước cho mọi người biết ba cái châu đó là châu Á này, châu Âu này và châu Mỹ. Và mỗi khu vực sẽ được thiết kế thể hiện được đúng cái đặc trưng cũng như là cái nét văn hóa ở cái châu đó luôn. Bây giờ thì dẫn mọi người qua châu Âu. Ta-da! Và đây mình đã đi từ châu Mỹ bước qua châu Âu chỉ bằng vài bước chân thôi mọi người. Mọi người thấy không? Ở phía trên đầu mình nè, có rất là nhiều những cái lá cờ sặc sỡ rất là dễ thương luôn. Và để có được cái sự chuẩn bị để hôm nay mình có thể đến quay hình và trải nghiệm như thế này á, là đội ngũ Bito cũng như là đối tác đã phải chuẩn bị từ ngày hôm qua rồi mọi người. Và đến sáng hôm nay thì mọi người vẫn đang tất bật làm những cái công tác trang trí cho xong cái này, để một lát nữa khi mà đồ ăn dọn vào á thì mọi người ở trong team Yalo sẽ có được một cái bữa tiệc thật là hoành tráng, thật là tươi vui và thật là đáng nhớ. Con đường ngắn nhất để qua châu Á mà không cần đặt vé máy bay đó chính là đi tới Yalo này, bước qua là tới nha. Đây mọi người ơi, bao nhiêu cái này là bấy nhiêu món nha mọi người. Và mình đoán là mỗi một cái như này chắc có lẽ là ở một châu khác nhau quá, đúng không ta? Đúng rồi, thấy chưa, người thông minh là luôn có lối đi riêng mọi người. Đây ha, thì sẽ cho mọi người xem sơ sơ xem lại trong đây có những món gì nha. Kim báp trứng là món gì? Kim báp là đến từ nước nào? Hàn Quốc, đúng không chị? Rồi lại tiếp tục là kim báp. Mì ý đến từ châu nào vậy ta? Châu Âu à? Hay châu Mỹ? Mì Ý là châu nào vậy ta? Châu Ý mọi người, mì Ý đến từ châu Ý nha. Trời đất ơi mọi người có biết không, để mà có thể được những cái đồ mà set up chuẩn bị như thế này á, và chuẩn bị cho một cái bữa tiệc mà to như vậy á, là mọi người đã phải chuẩn bị từ rất là sớm. Điển hình nha, là tất những cái cô này nè, những cô gái ở đây, những cô gái áo đen này nè mọi người, là đã phải có mặt ở đây từ lúc 5 giờ sáng lúc mình đang còn là mấy bạn đã đến đây, mấy bạn chuẩn bị hoa, mấy bạn chuẩn bị đồ rồi mọi người. Sau đó mình mới hả từ từ lọt tọt đi qua đây. Thì mọi người đã kê bàn, kê ghế, bày sticker, bày hoa và bày cái bàn rất là xinh hồi nãy đó. Hồi nãy mình giới thiệu với mọi người ở trong cái bàn mà để dùng cho check in đó. Và bây giờ thì mình sẽ nhân danh một người được mời đến trải nghiệm những cái khâu này. Mình sẽ bóc một bạn ở trong đây ra để mình hả phỏng vấn cho mọi người xem nha. Bắt bà này. Đây nha mọi người, giới thiệu tên tuổi. Xin chào các bạn, mình là Vi. Xin chào Vi, thì hôm nay Vi có mặt ở đây lúc mấy giờ?
Hôm nay em mới mặc rất là sớm luôn để lên cùng với team set up hết tất cả mọi thứ. Là hồi sáng giờ là cái công việc chính xác của Vi và mọi người đã làm hồi sáng giờ đây là làm gì? Sáng là mình làm ở phía trong trước cái bàn mà có tháp macaron. Bên cocktail và bây giờ là bên khu vực này. À khu vực này là khu vực đồ ăn chính đúng không? Thì một lát nữa mọi người sẽ bày đồ ăn lên đây hả? Bên kia là khu Việt Nam, còn bên đây là Nhật. Thì bây giờ nè, có cảm thấy mệt không? Hiện tại bây giờ thấy mệt. Còn thấy hào hứng quá. Wow, bây giờ thể hiện sự hào hứng của bản thân mình đi nào. Đó mọi người thấy chưa, một cái tinh thần, một cái khí thế rất là hừng hực để chuẩn bị cho cái bữa tiệc cực kỳ bùng nổ và cực kỳ vui ngày hôm nay. Còn bây giờ á, sau khi mà xong tiệc ở khu vực chính, mọi người ăn xong rồi đúng không? Mọi người phải uống. Bây giờ mình dẫn mọi người đi uống, nhưng mà không có uống những cái đồ người lớn nha. Mình uống đồ tầm trẻ con, tầm thanh niên mới lớn, đồ các thứ đó. Đi, mời mọi người đi theo mình nha. Ta-da, mọi người thấy mình cầm cái này thì mình nghĩ là mọi người biết mình đang đứng ở đâu rồi đúng không? Mình đang đứng ở khu vực phục vụ đồ tráng miệng này, trái cây này cũng như là nước uống. Ở đây thì sẽ có 3 khu vực chính để phục vụ đồ ăn và đồ tráng miệng cho mọi người. Và 3 khu vực đó là 3 khu vực gì? Cùng mình đi khám phá nha. Yeah. Trời đất ơi mọi người ơi, hiện tại thì mình đang đứng ở quầy trái cây và tráng miệng theo được trang trí theo cái phong cách mà mấy bạn gọi là phong cách nhiệt đới mọi người, tropical đồ các thứ. Thì trong lúc mà quan sát từ nãy đến giờ thì phát hiện có một cái bà cứ đi vô đây xong bà đi vòng vòng xong bà chụp hình. Thì bây giờ sẽ dẫn mọi người qua coi bà đó là bà nào nha. Đi. Hello bà. Hello. Trời đất ơi, tôi thấy bà hồi nãy giờ vô đây đứng chụp đồ các thứ, thì bà có thể cho tôi biết là bà chụp cái gì vậy? Trời ơi, cái bàn tiệc nó thật sự rất là đáng yêu luôn mọi người, kiểu nhiệt đới hoa quả mà tôi rất thích điều đó. Trời ơi quá trời đất. Nhưng mà bà có biết là ngày hôm nay để có cái tiệc này để làm cái gì không? Là để chúc mừng cho sinh nhật lần thứ 15 của ZA. Trời đất ơi mọi người, thiệt sự nếu như mà cái câu hỏi vừa rồi tôi hỏi mà bà trả lời không được là tới trong chuyện liền. Nhưng mà may là bà trả lời được nha mọi người. Một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt cho bà. Thì bây giờ nè, ngay thời điểm này là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bắt đầu nhập tiệc rồi, thì cảm xúc của bạn lúc này như nào? Thật sự là mình rất là mong chờ cái buổi tiệc này. Cảm giác như là ngày hôm nay sẽ rất là vui và náo nhiệt. Mọi người sẽ kiểu ăn mừng. Rất là... Nói chung là... Rất là... Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều nha. Và chúc bạn và tất cả các bạn trong team Zalo chiều nay sẽ có một buổi tiệc thật là vui. Cảm ơn bà. Và bây giờ bà hãy cứ tiếp tục chụp hình tiếp đi. Mọi người ơi, đó là quầy trái cây nhiệt đới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển sang một cái quầy khác cũng thú vị không kém nha. Đi. Còn điều gì thú vị đang chờ trong sinh nhật 15 tuổi của Zalo vậy ta? Tất cả sẽ được bật mí trong phần sau. Đừng quên like và đăng ký kênh YouTube chính thức của Peter để theo dõi phần tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người. Bye!